Phật tử ví như mặt trời mọc chiếu khắp thế gian, ở trong tất cả đồ có nước thanh tịnh thì hình bóng được hiện vào khắp cùng nơi chúng sinh mà không đến đi. Nếu đồ được bị bể thì sẽ không hiện hình bóng. Phật tử, ý các vị thế nào? Hình bóng đó chẳng hiện là lỗi mặt trời chăng? Đáp rằng không vậy, vì do đồ được bị bể chứ chẳng phải lỗi của mặt trời. Phật tử, mặt trời trí huệ của Như Lai cũng lại như thế, hiện các pháp giới không trước không sau. Trong tâm đồ đựng của tất cả chúng sinh thanh tịnh thì Phật đều hiện ra. Tâm thượng tịnh thì thường thấy thân Phật, nếu tâm bẩn đồ đựng bị bể thì không nhìn thấy được Phật. Các vị Phật tử ví như khi mặt trời mọc lên thì chiếu sáng khắp thế gian, và trong tất cả đồ đựng nước lắng trong thì hình bóng của mặt trời nhất định sẽ hiện ra, bất cứ ở đâu cũng đều như thế. Ánh sáng mặt trời tuy nhiên hiện ở trong nước, nhưng mặt trời chẳng có vào trong nước, bản thể của mặt trời chẳng đến chẳng đi. Nhưng nếu đồ đựng bị bể thì hình bóng mặt trời sẽ không hiện ra. Ý các vị Phật tử, ý các vị thế nào? Hình bóng mặt trời chẳng hiện vào trong đó là lỗi mặt trời chăng? Bồ Tát đáp rằng chẳng phải lỗi của mặt trời vậy, đó là do đồ đựng bị bể nên không hiện bóng. Các vị Phật tử, mặt trời trí huệ của Như Lai cũng là như thế, hiện các pháp giới cũng chẳng có trước cũng chẳng có sau. Trong tâm đồ đựng của tất cả chúng sinh thanh tịnh thì Phật đều hiện ra. Do đó có câu tâm tịnh nước hiện trăng, ý định trời không mây. Tâm đồ đựng thường thanh tịnh thì thường thấy thần Phật, nếu tâm đồ đựng dơ bẩn bị bể thì không nhìn thấy được Phật.